cho nó đủ giờ đó, anh thấy vậy đó, chuyện này chuyện kia hết trơn nó cũng đầy đủ á. Như bà ngoại chui thì bà nói vậy nha, còn mình á thì nghèo khổ đẻ thì thấy nó khó khăn lăn lóc. Mà bây giờ em thấy bây giờ thời có cái VIP ga đây nè. Ô miếng thịt gì đó. Này là thịt vịt của ngày hôm qua quá dạ. Hay sáng rất chịu á. Cá thì chưa có mặn, đợi bên bà mẹ bà ngoại cho, bà nội cho á. Cái dừng dạ. Kể cả ở trên cái phần này thì chúng ta nhìn thấy được cái những cái phần ton đó nó bị lủng, thành thử ra là chị dừng những cái miếng bạc. Trời thì bé ngủ chỗ này thì nó dừng phủ bên kia luôn thì nó không có tạt, nhưng mà nó cũng chắc là không, mùa đông thì nó không đủ độ ấm, tại vì có những cái vách bên kia kìa, nhìn thấy luôn ánh sáng mặt trời á. Thay mặt cho anh Thanh là Việt Kiều Mỹ với lại một cái chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada gửi cho gia đình mình 2 triệu. Dạ, vậy em cảm ơn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại ấp 3 xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì cái nơi này nè cô bác quý anh chị, là trước đây là Bùi Hồ còn đi làm giáo viên ở trong trường này đó. Thì đây là một cái xã mà vùng sâu, nên thành thử là có rất nhiều hộ nghèo. Hôm nay thì Bùi Hồ có nhờ một cô giáo của là đồng nghiệp của Bùi Hồ á, cũng là ở trường, hướng dẫn Bùi Hồ đến đây, cũng như là quay về cái hoàn cảnh của một cái gia đình có em học sinh này rất là khổ. Thì cô là người dân địa phương ở đây nên thành thử là cô sẽ biết rất là nhiều và có thể là thông tin chính xác luôn. Thì hôm nay thì để biết cái ngôi nhà này như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ cô ơi, cô chị á, em chào chị. Dạ. Nhà mình có mấy cháu chị? Dạ 3 cháu. Đây là bé này là thứ nhỏ nhất á. Dạ là thứ tư á. Dạ chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 34 tuổi rồi, năm nay 35 rồi đó. 35 tuổi mà 3 đứa con hả? Dạ. Xếp vô đi. Ôi rồi lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ lớn nhất là đó 12 tuổi, nhỏ đẹp vậy đó. Con vô đây ơi. Đi vô đây với chú rồi. 12 tuổi năm nay con học lớp mấy? Dạ con học lớp 5. Con học lớp 5 mà học cô thức hay gì? Dạ học năm lớp 4 học cô thức, rồi năm lớp 5 là học cô Phương phải không? Dạ. Hiện đang học có lớp cô Phương hả? Dạ. Con cắt con này. Dạ cháu. Cháu hả? Dạ. Ê, 1, 2 còn đứa bé nữa đâu? Ủa con kêu Phượng ở đâu Phượng? Dạ. Tắt tivi đi con tắt tivi. Tắt tivi đi con. Tắt tivi. Rồi anh làm cái công việc gì? Dạ đi làm mướn. Làm cái gì chị? Cắt cây mướn cho người ta. Cưa cây hả? Dạ. Cưa ngày ăn ngày đó, cưa nhiêu ăn nhiêu vậy đó. Dạ. Ăn ngày đấy. Rồi bé này là 12. Dạ. Đây bữa này. Này mới có 2 tuổi à. 2 tuổi còn bé kia? Dạ 9 tuổi rồi đó. Con ra đây con gái. Ra đây con đứng đi chứ. Bằng đồ vậy đó. Đứng nào quen. Này, đây nè. Bé này được đi học không? Dạ, đi học rồi đó, lớp 4. Anh lớp 4 hả? Dạ. Nhà mình có hộ nghèo gì không? Dạ cận nghèo. Cận nghèo hả? Dạ. Chị hằng ngày làm cái công việc gì? Về gia chăn cháu nè với làm việc nhà đó chứ không phải giữ cho gia đình riêng đó. Nhà bên đây là của ai? Dạ của ông nội nó. Của ông nội hả? Dạ. Nhà mình có ruộng đất gì không chị? Dạ không, nền nhà vậy đó, rồi ông nội bà nội cho nền nhà rồi mạnh người nào mới bằng ăn. À cắt miếng giạc dạ, đi hả? Dạ. Rồi mưa rồi sao? Mưa đó sụp mưa đó. Ông nội bà nội cho không có mưa nữa đó. Mưa này mình sụp cái miếng mũ dạ, đó xuống dạ, hả? Dạ đó. Dạ, rồi thì nhiễu cái mình che vậy đó. Rồi mình che cái máy tạm bợ như thế dạ. Này là được bao nhiêu năm rồi? Dạ nay cũng 5-10 năm rồi đó. Vậy hả? Thì ở ké này nè nó đỡ như cái máy bên đây thì nó không bị tạt dạ rồi. Như ké để cho cứng dạ. Rồi cha cho mấy cái cột nè, cái mua tôn vậy mình dựng lên. Lúc trước đó mình dựng cái nhà này tốn bao nhiêu tiền? Không nhớ nữa. Hai con ngồi đi, ngồi đi, ngồi với mẹ đi. Hồi xưa thì nó rẻ hơn bây giờ đó. Ngồi đi chị. Rồi hàng ngày thì anh lao động được khoảng bao nhiêu tiền? Dạ có khi người ta cho thêm thì được 350, mình như mình cầm máy thì được 350. Cầm cái máy cưa dạ, ha. Dạ. Còn 350 thì đủ sống không? Trời ơi nhiều khi thiếu luôn anh. Nhiều khi á con đi học á cái hay mua gạo cái mượn đỡ cái mấy người nào mượn mình mượn mấy anh nè. Có tiền cái mua gạo ăn, mua gạo thì mình mặn có mình trả lợi. Như tới ghe chiến ghe vậy đó. Hay người ta trả thì mình trả lợi. Là lý do thiếu là mình tại có em bé uống sữa chứ dạ, nếu như mà dạ. Sống bình thường là cũng đủ mà dạ. Không?
cũng đỡ thôi, đỡ hơn cái mình không có con nhỏ này. Dạ. Ồ. Anh năm nay là bao nhiêu ta? Dạ anh 36 rồi đó. Anh 36, chị 30... 35. Tết này là anh 36, em 35 đó. Ờ, vậy là năm nay chị mới có 34 mà. Dạ, đúng rồi. Ờ, nhà chị ở đâu? Quê ha. Dạ. Quê em xưa thì ở Tiền Giang lắm. Các bè Tiền Giang, cha mẹ ruột đó nha. Dạ. Cái này bên chồng. Cha mẹ ruột ở Tiền Giang chứ. Các bè Tiền Giang. Dạ. Anh có được mấy anh em? Dạ, 6. 6 anh em. Dạ. 6 anh em gần đây hết không chị? Gần đây không à? Ờ. À, kế em bển đó đó, với anh thứ năm thì bằng trên thành phố của chị á. Rồi anh ba thì dùng ổng đây. Còn chị hai thì có chồng ở chỗ tổ. Đó. Con tên gì? Tên là Hoàng Anh. Con tên Hoàng Anh. Dạ. Con học kỳ rồi con mới thi xong đúng không? Dạ. Làm bài được không? Được. Được hả? Viết chữ ổng lắm. Năm rồi lớp 4 có được có giấy khen không? Dạ không. Không hả? Con nhớ này mấy khác hả? Hoàng Anh con tên gì? Con tên là thầy Kim Phượng. Kim Phượng, con học cô nào? Dạ con học thầy Xuyên. Thầy Xuyên. Dạ. Năm nay con lớp 4 hả? Lớp 5 hả? Lớp 4. À con học lớp 4. Năm nay vậy là 9 tuổi rồi. Dạ, 9 tuổi rồi. Ừ. Ồ, hàng ngày đi hai con đi học đến trường bận gì? À hồi 9 rồi cô Thức xét cho được chiếc xe đạp. Cái anh chở em đi. Ờ hai anh em chở nhau đi học dạ. Ha. Dạ. Hai anh em học cùng buổi không? Dạ cùng buổi luôn á. Một ngày luôn á. Hả? Dạ vậy cũng đỡ. Dạ. Ôi cái chân của bé sao vậy? Dạ bị kiến nó cắn làm độc nè. Ghê vậy? Dạ, giờ mới hết rồi nè. Chứ thuốc với uống bi kiến á. Kiến gì vậy chị? Kiến lửa mình á. Ừ. Dạ. Sao mình không đi khám thử xem sao? Ừ, đi ấy thì nó nói không sao, đưa thuốc nè, đi khám nè. Ừ, đưa thuốc mới khô vậy nè. Chú hỏi mà anh thấy lầy luôn á. Đi khám ấy uống thuốc chỉ uống bi rồi đó. Cái bớt á. Ở nhà mình khó khăn mà sao mình sanh đông như ta? Dạ. Dạ. Người ta nói vậy nè, nhiều khi á ông bà hồi xưa người ta nói ít con cũng không được mà nhiều con thì nó khổ, phải không? Ừ. Nhưng mà người ta nói nha, ông bà ngoại hồi xưa đó chưa chết đó, con người làm nghèo khổ nghèo nhưng mà con đẻ ba đứa cho lợi là được rồi. Ừ. Ăn cho đến đủ như giờ đó anh thấy rồi đó. Chuyện này những khi nhóc chơi nó cũng đầy đủ á. Như bà ngoại hồi xưa thì bà nói vậy nha. Còn mình á thì nghèo khổ đẻ thì thấy nó khó khăn. Mà bây giờ em thấy bây giờ thời ngày xưa thì dạ. trên cơm dưới trên rau dưới cá. Dạ. Còn bây giờ thì em bé mà nó không có sữa đủ đầy đủ đâu có được. Dạ. Mình có dự định sanh nữa không? Dạ không. Trời ơi trời. Cái này là bể kế hoạch á anh. Ờ. Dạ, cái này là như có uống ngừa nhưng mà nó bị có không hay. Đang uống thuốc luôn nhưng mà có. Ừ. Trời ơi, tưởng đâu là đẻ nó ra là xảy ra chuyện tùm lum rồi đó. Phát hiện là siêu âm là 27 tuần. Rồi sao bỏ được. Rồi giá trò với Phật cho đẻ ra nguyên vẹn á. Trời ơi, hai chồng bố không được luôn á. Mà giá. Mà nói là ảnh đi là cô cây mà nhiều khi không dám ăn tiền người ta luôn. Chị tên gì? Sớm á. Dạ, Trương Thị Hằng. Chị Hằng, anh tên gì? Dạ, anh tên Lê Văn Bình á. Ờ. Mắc cười lắm. Vậy là 300 ngàn là sống cho nhà luôn. Dạ, gồm sữa luôn. Rồi dạ. Cơm nước được hết dạ. Luôn ha. Các khoản là ảnh không. Ừ. Ảnh lắm mà. Rồi mưa. Con cái là mưa sợ tạt mấy bé thôi. Cho em chị hướng dẫn em vô trong xem sao ha. Dẫn chú trong đi con. Chị tới đâu khúc chị, nào. Chị đi luôn đi. Dạ. Mấy mẹ. Dạ. Cô ở đây đi chút vậy con luôn. Là gì tôi nấu cơm. Chút xíu dài. Dạ hơi bê bổn. Ô nhà chị chỉ được hai cái giường ở đây thôi hả? Dạ đây cho hai nhỏ hàng cháu nè. Còn cái giường là cái miếng vạt mình đóng lại hả dạ, chị? Dạ mua bình đằng ta cho nó nhiều khi này mua. Là ai ngủ? Dạ con, hai đứa con lớn. Hai đứa bé lớn hả? Dạ. Rồi tới dựng miếng này là bị dột hay sao chị? Dạ bị dột nó nhiễu quá. Dạ. Nhà tôm lum vậy đó. Ở nhà tài sản quý nhất là chắc chiếc xe đạp quá. ông ngoại nó cho đó. Ông ngoại đó cho được, bà ngoại nó cho được cái xe bự đó. Rồi nó chở không được, cái cô Thức thấy vậy, cô Thức á à xét được cho bằng nhi được mừng cho, nó mừng hơn vậy được. Ờ, cái này là của ông bà. Ông bà dạ. Dừng qua. Dạ. Dẫn vô đây cho em xem. Rồi đây tới ra ngoài đó. Từ trong đây ra ngoài. Biết bùng luôn. Ôi. Cái dạ. Này là mưa lớn ấy. Cái chỗ này nó dạ. Dột, nó bị dạ. Nấu nướng gì được không chị? Dạ, che mũ lại là nấu được. À. Như trà nắng mưa chắc đâu ra đây được cô ha. Dạ.
Trời ơi, hổng tưởng đâu không nhờ, cái nhà của mẹ con đỏ là sạch nhà luôn. Cái này đó là cái sông chén luôn đây hả? À? Dạ. À. Sáng nay nhà mình ăn cơm với gì chị ha? Dạ, ăn cơm với cá. Hả? Dạ, nấu cơm chưa? Dạ, nấu rồi. Em coi dạ, để xem nha. Dạ. Ờ, có cái bếp ga đây nè. Ô, miếng thịt gì đó. Này là thịt vịt của ngày hôm qua quá. Dạ. Hay sáng. Rất chịu á. Cá thì chưa có mặn ở bên bà mẹ, bà ngoại cho, bà nội cho á. Cái rừng tạm bợ cặp mé như thế này là dạ, bề ngang là bao nhiêu chị? Bề ngang nãy hả? Dạ. Bề ngang hình như 4 thước rưỡi hay vậy? 4 mét rưỡi hả? Dạ. Ngoài sau nhà vệ sinh của mình đâu? Đi cá bên ngoại nó, bà nội đó không à. Là bên nội nó không à, ké không à. Vậy là bên nội là chỉ được lo được cái nền. Cái nền này thôi. Dạ. Vậy đó. Ờ. Cái bùn rửa đây sạch nước cái gì á, nước vô mà rửa cha. Dạ. Nước sạch không? Nước này con sạch. Cái nhà vệ sinh này là ở cái nhà mình mấy người, bên nội bên ngoại luôn là mấy người? Ừ, cũng đông đông ạ. À. Đông mà có một cái nhà vệ sinh hả? À bên của anh chị thì anh chị sử dụng, còn à, đằng đây em ké bên bà nội đó. Dạ. Như hai chồng em với con em á, ké. Ờ. À. Dạ. Ví dụ như mà có cắt nhà lên có xanh nữa không? Trời ơi anh ơi. Hết nổi rồi, chồng em mặn hết nổi rồi. Cô bác anh chị thấy tất cả đều ở đây đều tạm bợ hết nè. Dạ. Kể cả ở trên cái phần này thì chúng ta nhìn thấy được cái những cái phần tôn đó nó bị lủng, thành thử ra là chị dừng những cái miếng bạc. Trời thì bé ơi, ngủ chỗ này thì con nó dừng phủ bên kia luôn thì nó không có tạt, nhưng mà nó cũng dạ, chắc là không mùa đông thì nó không đủ độ ấm, tại vì có những cái vách bên kia kìa. Nhìn thấy luôn ánh sáng mặt trời á. Còn đây là cái sào đồ của chị nè. Cô ba mà ló có lên. Thấy chiếc xe đạp. Được cái nhà. Mới cô mới cho chiếc xe đạp nào cô? Cái nó trời ơi nghèo khổ cậy bà, khi còn bả tới không tới cậy bả. Cô ơi, mới cho chiếc xe đạp hả? Hôm trước hả? Ồ cái tivi nè. Mưa là mình xả đó xuống hả chị? Dạ, mưa xả đó xuống. Hai cái giường này là vừa chỗ học cho bé luôn hả? Dạ. Ờ. Có khi nó ngồi lên ké bàn nội nữa. Ờ chị nói với mấy bé ngồi lại đi. Đi ngồi đây con. Dạ. Đi đây nè. Kêu Phượng. Chị có ước muốn gì không? Dạ không biết nữa. Ủa? Trời mình không có ước muốn gì luôn hả? Dạ ai cho gì mình nhận nấy đi chứ biết ước gì giờ. Dạ. Dạ chứ ước là có cái nhà ở đơn sơ ở cũng được. Ừ. Chứ không cần gì. À mấy con có ước muốn gì không? Không. Sao vậy? Nó nghèo muốn gì, nó nói nhiều khi con nói kìa, không muốn cái nhà. Không biết có ước muốn gì luôn. Trời con, ơi. Con khờ lắm. Ờ khờ quá. Dạ, cho gì nhận đấy dạ. Ừ. Muốn có cái nhà. Bé này là hôm trước là mua xe đạp với cô hả? Không phải, bé mua xe đạp bé khác. Còn bé này bé khác là của trường cho. Rồi anh làm gì rồi sữa là bé uống sữa hồi nãy em quay dạ, hả? Dạ dạ. Mỗi đúng một hộp sữa là bao nhiêu tiền ta? Dạ 258.000. Ừ. Đó, đi lắc đó. Là hộp sữa đó uống được bao nhiêu ngày? Không từng lễ. Không từng lễ? Dạ. Làm ngày uống từng? Dạ. Uống ừ, từng lễ hả? À. Ừ. Ở quê thì nó cũng chi phí nó cũng đỡ dạ, hơn ở thị trấn dạ, ha. Dạ đúng rồi. Ừ. Hôm nay thì em biết được gia đình của mình á. Nói chung là đi gặp mấy cái hoàn cảnh đông đông con thì khổ mà. Dạ. Thành nữ ra là thôi thì mình hạn chế xanh nữa để dạ, cho dạ, các bé nó có điều kiện đi học dạ, đến lớn luôn ha. Dạ. Thì hôm nay thì này cũng sau này có hữu hửng không biết. Ừ, cũng để cho nó lo lại cho mình á. Ừ. Hôm nay thì cũng theo cô Thức á thì dạ, em cũng là trước để anh em là đồng nghiệp với cô. Dạ. Lúc trước đó cô làm quản lý em cho Duyên. Dạ. Còn bây giờ em cô hướng dẫn tại vì biết hoàn cảnh mình khó khăn dạ, nè. Thì em đến đây em quay về cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Thì coi như là có Duyên đi. Thì đến đâu mình hay đến đó dạ, nhưng mà trước rồi, đi em đến đây thì em thay mặt cho anh Thanh là Việt Kiều Mỹ với lại một cái chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada dạ, gửi cho gia đình mình 2 triệu. Dạ, vậy em cảm ơn hai người đó giùm em nha, anh gửi lời cảm ơn. Với cảm ơn anh luôn, cảm ơn cô luôn nha cô. Dạ. Dạ, giới thiệu cô không giới thiệu làm gì mà được cái như vậy. Ừ. Cũng mừng. Cố gắng mua sữa cho bé dạ, uống. Dạ. Ơi, chú về nha. Dạ. Chúc chú ăn Tết vui vẻ. Gần Tết rồi. Đi con. Chúc chú ăn Tết vui vẻ. Thôi chú cảm ơn nhiều, cố gắng học giỏi là được rồi, đừng để cho cô buồn. Trời ơi, viết chữ ẩu lắm nè. Thôi em chào gia đình mình em về luôn nha. Chúc chị ăn Tết vui vẻ nha.